Kính thưa quý vị, viêm đại tràng là một bệnh mãn tính có thể khởi phát hoặc tái phát liên quan đến một số yếu tố, trong đó có chế độ ăn uống. Một chế độ ăn uống không phù hợp thì có thể làm tăng lên mức độ trầm trọng của các triệu chứng, đặc biệt là chế độ ăn gồm có sữa chứa lacto hoặc là những hoa quả quá nhiều đường ngọt cũng như là rau củ mà nhiều sợi xơ, hoặc là một chế độ ăn có chứa nhiều chất béo. Chính vì vậy là đối với bệnh viêm đại tràng thì chúng ta cần có một cái hướng dẫn chế độ dinh dưỡng hợp lý. Tuy nhiên, với một người bệnh viêm đại tràng, nếu như ăn uống mà quá kiêng khem, ví dụ như giảm rất nhiều chất béo này hoặc là giảm đường ngọt quá mức, có thể dẫn tới một chế độ một khẩu phần ăn không cân đối, làm cho bệnh nhân bị suy dinh dưỡng. Do đó, với một bệnh nhân viêm đại tràng thì chúng ta nên có một cái hướng dẫn nguyên tắc chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Về nguyên tắc dinh dưỡng cho bệnh nhân viêm đại tràng thì người bệnh viêm đại tràng thì nên có một chế độ ăn là chia nhiều bữa nhỏ, có thể 4 đến 6 bữa một ngày, và nên ăn kỹ nhai chậm, và các thực phẩm nên chế biến dưới dạng dễ tiêu, ví dụ như là dạng hầm, dạng nấu, dạng luộc, dạng hấp, và chúng ta sẽ hạn chế các thực phẩm mà chiên rán nướng, và đấy là những thực phẩm khó tiêu, hoặc là những thực phẩm lên men chua cũng có thể làm cho tăng các triệu chứng của viêm đại tràng. Với bệnh nhân viêm đại tràng thì nên tăng cường chất xơ và đặc biệt là chất xơ hòa tan, và một cái chế độ ăn thấp FODMAP, tức là những cái thực phẩm mà chứa đường có cái chuỗi carbon ngắn thì có thể làm tăng các triệu chứng của viêm đại tràng. Vì cái thực phẩm mà chứa carbon chuỗi ngắn ý, thì có thể gây đầy bụng, chướng hơi và gây đau đối với bệnh nhân viêm đại tràng. Bên cạnh đó thì một chế độ ăn giảm chất béo, đó là giảm chất béo bão hòa, và chúng ta thì hướng dẫn cho bệnh nhân ăn tăng cường chất béo không bão hòa từ các nguồn thực phẩm, ví dụ như là omega 3 có nguồn gốc từ các loại cá, ví dụ cá hồi, cá trích, cá thu, hoặc là acid béo, chất béo không bão hòa có nguồn gốc từ ví dụ như là omega 9 từ dầu ô liu, dầu từ các loại hạt như hạt lanh, hạt chia hoặc là hạt óc chó, thì đấy là chất béo tốt cho bệnh nhân viêm đại tràng. Ngoài ra thì đối với bệnh nhân viêm đại tràng, chúng ta lưu ý lựa chọn những thực phẩm mà có ít đường ngọt, là thực phẩm thấp cái thành phần FODMAP, thì đó là những thực phẩm chúng ta cần loại bỏ, những thực phẩm ví dụ như là sữa chứa lactose, hoặc là các loại rau ví dụ như rau bắp cải, rau súp lơ xanh, thì nó có thể tăng sinh hơi và nó làm tăng kích thích đại tràng, cũng như cái thực phẩm mà nhiều vỏ sợi xơ, ví dụ như các loại hạt nguyên vỏ hoặc hạt đậu Hà Lan. Và bên cạnh đó thì các chế phẩm từ sữa mà có chứa lacto, ví dụ như kem hoặc là phô mai hoặc là kem lên men, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể loại bỏ cho bệnh nhân. Và với bệnh nhân mà viêm đại tràng thì bổ sung probiotic cũng là có lợi cho bệnh nhân. Bổ sung probiotic thì chúng ta nên bổ sung các chủng vi khuẩn lactobacillus hoặc là bifidus bacterium, thì đây là hai chủng vi khuẩn có lợi và nó có thể có nguồn gốc từ các loại sữa chua. Với bệnh nhân viêm loét đại trực tràng thì chúng ta cũng nên lưu ý hạn chế hoặc là bỏ cà phê và rượu, bởi vì cà phê thì sẽ gây kích ứng đường tiêu hóa, cũng như là rượu thì nó có thể ức chế hấp thu carbon hydrate, vì vậy nó sẽ gây ra bệnh nhân là đầy bụng, chướng hơi. Với bệnh nhân mà có tiêu chảy thì cần sử dụng hạn chế những thực phẩm giàu chất béo, bão hòa, cũng như là có thể là cũng bổ sung tăng cường chất xơ hòa tan cho bệnh nhân. Trên đây là những nguyên tắc dinh dưỡng cho bệnh nhân viêm đại tràng. Hy vọng quý vị có thể áp dụng để thay đổi chế độ dinh dưỡng của mình cho phù hợp với bệnh lý, và hy vọng là có thể cải thiện tình trạng dinh dưỡng cũng như chế độ ăn trong bệnh viêm đại tràng. Xin cảm ơn quý vị.